Dạ thì Vũ xin chào quý vị cô chú anh chị, quay chào mừng quý vị cô chú anh chị quay trở lại với kênh của Vũ. Thì để tiếp tục cái ở tập phim được trước đó cả nhà. Cái người mà trốn nhà hang của cậu đó, rồi lâu nay có gặp cậu để nhớ lại những cái giọt nước với cái miếng ăn mà cậu mang về cho người ta không? Trời ơi, có ai mà nhớ đâu mày ơi, là mình người ta đi hết trơn rồi này cái nọ thì mạnh ai đấy sống, gặp lại thì người ta mừng lắm. Dạ. Lúc đó ta cũng kể hoài à. mình thi ân bất cầu báo, mình không có nói nhớ, mình không có nói kể chuyện đó. Mình cứu người, mình hy sinh cứu người rồi, không có kể. Xuống nó chết, nó bắn, mình cũng chết, hoặc mình đập đầu vô đá, cũng chết không chừng, thấy không? Nhưng mà kiếm lên mình sống, được giờ nào mình hay giờ đấy. Mà đau cái là hình như bà con mình dắt ngoài đồng, mình đều bị đập đầu. Đập đầu hết. Ông Hai Lù nè, tôi nhớ ông Hai Lù. Ông nhờ ông đứa con, ông bắt trên Hoàng Sang xuống. Mà Miên nó không có bị ổng ẩm đứa con, mấy người kia thì nó chói mà ổng không chói. Ổng nói tôi ẩm đứa con mà mấy ông chói làm gì nữa. Cái hồi xuống đây đi gặp ông lớn xã cho không có gì đâu. Cái nó vũ ông câu ba với ông ba Lận á, xuống mẹ ơi. Người ta nói vậy đó, người đi theo người ta đi. Cái ông Lận lên để tôi còn hai anh em tôi nói để tôi dẫn nó xuống. Cái lên kêu hơn xuống, cái kêu tôi xuống tôi nói thôi. Vũ tía rồi chưa có gặp nữa mà đi cái gì. Lạc tùm lum hết trơn rồi. Ông đi để ông đi đi. Cái cậu ba mày trở lại. Thôi ông dưới đi cơ, gia đình tôi giờ lạc hết trơn rồi. Mà trời Phật xui khiến ông bà sao không biết mà. Chưa có được hai ngày nữa là cơm là hết trơn đủ. Đậu người hai người là chốn ông bà. Mà chốt cuộc chưa được hai ngày nữa cơm là hết trơn nguyên hàng luôn. Không thiếu người nào luôn. Trong cái đó là nói là quá linh luôn á, phải chơi đâu, phải là như là cái căn số mình chưa tới hay hoặc là ông bà trời phạt tiền kiến sao á. Chứ gia đình nào mà là đi mà là tản lạc cái vậy mà mấy mười mấy người đó. Gia đình con hai mày nè là đi lạc nè. Tao là với bà bảy mày với dì Tư mày là một chỗ nè. Ông bảy mày chỗ hơn cậu sáu mày, cậu ba mày chỗ nè. Nó tao lạc tùm lum hết trơn luôn. Qua hai ngày sau là trời phạt xuống kiến sao cơm lại chơi. Chạy đủ chân luôn, mừng một cái thôi. Lúc đó là từ đó sao lỡ nguyên hang luôn, tới giải tỏa ra luôn. Nó gặp nhau mừng còn hơn chung sống, hơn chung nằm. Như vậy nè mới mừng nè, còn hai bay đó là cái hang bên ông hổ nè, để chút qua chỉ cho coi. Ông nằm trên lò gọi nè, ông đâu xuống được. Lên chảnh, ông có cái muỗng ăn cơm đó. Ông ngồi hoài nè, ông ngồi sau chỗ của ảnh á, cắt chân. Ông mới nói, ông ngồi mừng quá, mừng ban đêm đó. Ông thấy mà giác 2-3 giờ mà bữa 19-20 đó chăn chân à. Bị cái giác đó là 11-12 giờ đêm rồi. Thì chăn giữa đó đồng rồi. Ông ngồi sao sáng chân. Cái mừng quá mừng cái nói vợ. Chỗ rồi ơi, chỗ rồi ơi. Cái lấy tay là bươi ra một lỗ lớn. Cái bắt đầu là bò lên hang luôn. Bò lên cái chân hang của ông Bảy mày, bà Bảy mày sao trốn. Sao hên vậy? Ông đứng lên vậy nè. Cái tôi đang nằm vậy nè, nằm chính giác vậy nè. Cái dần đó ổng bả với ông đặt đặt nó lành nữa mà ổng áo mục ổng rách chẳng biết mỏng có trần ổng đứng trời trời miên cái gì trời mà trăng mà mờ ổng sợ nó không dám la mà là cũng 7-8 bữa rồi nha. Cái bắt đầu ổng kêu đi ơi cái chạy vô cho nó tía ai kêu không kìa. Cái chạy vô kêu ra ổng nhìn trời ơi mừng một cái thì mày ô ẩm xuống ẩm từng người xuống. Lúc đó cái hai tao chị hai tao nhỏ em thứ bảy lành với hai đứa em vợ ổng là cái hang 5 người 6 người hai anh em vợ ổng á nó lôi xuống một miền á lôi xuống thì lôi thằng thứ tư xuống bà thứ hai xuống ổng bả xuống đem qua đó kế bên bắn nó chân cái lôi tới đó cái bắt đầu anh hai tao kịch lại tụi mày không cho nó lôi xuống ông kịch lên trên luôn cái miệng nó không dám lên cái con ổng nó khóc quá trời khóc đi cái ông kêu ông lôi hai chỗ lửa lên trên ông cầm cái len nè tụi mày lên là sẵn mà liền tụi mày chút xíu hai nhỏ khóc quá trời khóc ông đậu luyện của đạn lên cái luyện lên trên cái đồ đạn nó chưa kịp như chưa đúng dây đó lăn xuống ruộng chết 3-4 miếng la làng một cái nghe máu đỏ trời vậy luôn. Bắt đầu từ đó sau là Miên không cho không dám lận hàng luôn. Ngồi về hai đứa con ổng bóp bụi đó ổng mới đem xuống chứ ngay chân chỗ cái bàn thờ ông hổ đó, chỗ lương á
cái bắt đầu ông mới lấy áo ông mới đắp ông lấy áo ông có chành phải ông lấy áo ông đắp hai đứa nhỏ bụng về còn bộ xương nguyên trang hai đứa nhỏ hai đứa bóp mũi đó về chôn ở đó luôn hay đem về đem về đem mũ tập kết ở trên đó luôn tập kết trên đó luôn chứ không có mà để đem về nhà mình hả bởi vì còn bún xương mà đem chùa giấy vàng gì đó bị nó con nhỏ đó đem trong luôn vì là cái nếu mà xương tập đem về các bà chúc vào chùa là để giống như là cho mấy người mấy cái bà con mình ở đó là cầu nguyện tu tập luôn luôn hai chú ta cho ta cầu nguyện cái nọ cho chùa đó ta tin tưởng gì đó bởi vì không có đem về đó hai chú cúng kiến này cái nọ là năm nào ta cúng tập thể á giấy tờ dữ lắm vô đó ăn hồi xưa đó nghe chết quan nhiều lắm nó cũng rên than dữ lắm mà nghe chân ngã ba nghe nói thôi chứ mình không có thấy cái chân cái đó đóng xương đó cái chân ngã ba đó vừa ở trên này nè mà vừa có trái nào đâu khô rớt binh tụi ra gặp chỗ đầu lúm la trơn ớn như chú Năm cái đó là nó nghe nhưng mà mình không có thấy nhưng mà nghe thôi nghe chứ cái đó là không thấy là nghe bà con người ta nghe bà con nói thôi mình thấy thì mình không thấy mà chắc con nghĩ cái đó là có hả chú Năm không biết có hay không nhiều khi người ta nó dốc láo không chừng mình không biết được gì không có đâu không có đâu nói đó cậu ơi rớt dừa rớt cái chân đường đi vậy nè mà cái đống xương nằm kế bờ nè lúc nó chưa có đem vô trong đó nguyên đống nữa hả chú đống mà ta đào bằng dây chì lên lưới bằng mưa á ta đào rồi ta chắc rồi mà lúc đó còn có sẹo mới gom mới sẹo chưa gom hết sao nó mới gom nhiều mới đem vô đó đó đúng rồi nha rồi chỗ đó là đi ngang này cái nọ rớt binh người ta tưởng dừa và có chỗ đầu lớn vậy nè chứ những cái hoàng hồn mà này kia của người chết oan đó chú là rất là linh thiêng nha chú Năm. Hồi đó còn linh chứ hồi chào quỷ còn linh chứ giờ sau này giải phóng rồi không còn linh coi ý con nói là thời trước thì chắc dữ lắm thời luôn trước tao nói mày đen 12 giờ trưa đi mày ra mày nói tầm 7 cái thì chặt mày học máu liền chân đây nè giấc trưa 12 giờ là không ai dám làm gì đi đâu chứ bởi vì ông bà xưa bây giờ nít mà chưa đấu cho mà la làng này kia đó không được luôn không cho luôn mà hồi xưa khó lắm hồi giờ chồng ủy thường nhỏ tao biết là cái thời đó là nếu mình hồi thời đó là coi như là cái tâm linh người ta có với mấy người cõi hồi xưa nè tao thấy rõ ràng luôn nói cái gì là phải có cái đấy chứ không phải chơi đâu còn mà giải phóng ra rồi là không còn nữa tiếng súng nó quá rồi như là sự linh nghe không linh. Có còn nữa sự quay như âm dương si là âm thạnh vậy đó hiểu không chú nói như vậy đó cái thời đó chiến tranh quá đi rồi nó không còn nữa giải phóng rồi đó còn hồi trước là chưa giải phóng rồi chồng ủy thôi đinh đó bảy núi nè cậu Năm hồi nãy nghe cậu nói ông bắt hai lù gì đó cổng con rồi sao cậu đó bây giờ bắt ổng á ngoài lù á bắt ổng xuống là mà trong kinh này nè kinh Ngô Đình Diệm nè bắt đâu cũng một không nói cả trăm người đó. Nó bắt đứng dài vậy nè bắn té ngàn gần tới ổng không thấy rồi cái ông kia ổng đứng trước ổng ổng nói rồi cũng chết à ông nói thôi giờ anh ở sao anh mở chói tụi đi gần hai anh em chạy ngang cho chết đó cái ngoài luộn tay ẩm tay mở cho ông này được rồi cái bắt đầu tới ổng ẩm đứa con mà có hai ba thằng miên nhỏ vậy nè chứ phải nó nhiều không mới nữa mà ngặt nó chói chân rồi làm gì giờ nó chói là hai ba người nó chắc là nó để ra cho người hay người nó để đó rồi mình đâu có đi đâu được chứ phải mà nó không chói mình này cái nọ thì mình chặt mình đạp đầu nó mình giết nó cũng được ngặt nó cái nó chói rồi là chịu thua có thể là đó tới ổng rồi bắt đầu mình liền thằng nhỏ vô trong của mình thằng miên nó văng súng ra ngoài luôn chụp cái súng nó chạy ổng bắn lợi nữa ông biết bắn đâu chứ phải ông biết bắn là ông bắn hai này chết trơn rồi bốn thằng ông bỏ con luôn liền đứa con còn vùng què sống chờ. Nhỏ mới có tuổi mấy hai tuổi vậy nè nhỏ con gái liên của mình nó rồi một cái nó ôm xuống chạy xuống tới Lộc Quế nè ông phóng xuống xong ông chung đám lục bình tụi vậy mà rượt tới dưới đó rượt cũng bắn một cái đám lục bình nát hết trơn mà ông cái mạng lớn thiệt ông thoát được rồi ông chạy vô đường Vĩnh Lạc nè ông gặp băng thứ tư bắt ông nữa chứ tôi nói miên cái gì trời ơi trời miên nó mới rượt tôi muốn chết tôi mới chạy vô đây nè đó năm 52 thấy vậy lo cho ổng ăn uống này kia nọ rồi nó kêu ổng ở đây cho nó giải tỏa nó mới cho ông về lắm còn sống luôn đó sống tới giờ đó dạ. Cái chú đó phải hy sinh đứa con hy sinh đứa con đó mà cứu ổng với hai với ông kia hai người sống còn như chết trơn là lấy một mạng lấy một và cứu hai đó mà cái đó cũng đau lòng cái đó là cái thật sự luôn đó ông về ông kể là hồn vía nó may luôn đó cái đó ông vậy là ông không gan rồi tụi không biết con bắn bà cố bắt bắn mẹ cái gì sợ tóc chạy
không tao không biết bắn ở đâu. Gặp súng sợ hay mồ luôn hả chú Năm? Ừ, cầm cái súng chạy theo, chạy đâu có để lại cho nó bắn không? Lúc đó quýnh hết rồi. Quýnh hết trơn rồi, được không? Mà có hai thằng hả? Có hai, ba thằng nhỏ nhỏ mà, bà nó bắn vậy đó. Tàn ơi. Còn lên trên này nè, mới đông nè, lên trên này một lần mấy trăm thằng. Đi một cái đen hết cái núi, biết bao nhiêu thằng. Lỗn cổn nó bò lên núi nè. Có thằng mà bò mà rồi nó giác cái súng K3 ship đó, đụng đất luôn. 14, 15 tuổi nó có mang được, nó bắn được nữa. Chứ không phải là tầm thường. Là một boss nó nhỏ nhỏ không hả chú? Trời ơi, nó nhỏ không à, 15, 16, 14, 13, ô, có đủ hết trơn. Thì kia nó lùa hết qua. Lùa trơn mà. Cái tính đi cái đường đó mà nó qua một bữa một mà nó mòn như là 100 năm cái đường đi của nó. Mòn lắm không hết. Nó đi xe mà ngựa của nó qua nữa. Nó qua đâu có lấy đồ của mình đâu. Nó bỏ nó đốt trơn à. Tiền mà nó không lấy nữa. Nó bỏ trắng lộ như này nè, xuống nhà chú ông Bảy Tâm nè, tụm được mấy trăm ngàn gì chứ đổi. Xuống với đổi mới có tiền xài. Người lượm mớ. Mà quần áo của mình nè, 11 ngày đó, nhà của mình so ship thì nọ đó, bà Bảy cũng khá. So ship thì nọ trong nhà, tủ đem ra ngoài là cái cửa nè, sắp đi. Xuống tưởng đâu còn nguyên đem theo. Xuống dở lên một chân. Kìa. Mưa nắng như mưa, nắng mưa đó, 11 ngày còn gì? Không có một bộ ăn hoài. Rồi xuống nè, có một bộ đồ nè, xuống rã hết trơn nè trời. Ngộ thiệt chứ. Vì cái áo quần nè, bây giờ vậy cũng rách. Đó, xuống bộ đội mới lấy đồ cho mình vận. Cái xuống nó đâu có cho mình ăn cơm đâu. Trời ơi, xuống gặp cơm quá trời của Phật thèm rồi. Cái xuống nấu cháo, đồ nào nó bà lớn nè, chảo đụng á. Nấu đụng le ha. Cho người húp chừng một muỗng như nào, canh vậy nè. Nó đâu cho nhớ múc nhiều uống nhiều. Bao tử mình mười mấy ngày nó sắp đẹp vậy nè. Uống quá nó bể. Cái đi đằng kia cái gặp cái chảo nữa. Cái nó quắt vô cho ăn nữa. Mà ăn đây của bển gần 4-5 chảo đó. Là bắt đầu mới tỉnh được. Ăn lại gai. Ăn lại gai đây đó. Mà tỉnh nó ăn nhiều rồi bà con chết trơn à. Bị cô tử của mình nó sát rồi. Hôm nay nó đói rồi. Đói gì 11 ngày còn gì lép luôn rồi. Lép. Mà nhà nước mình hay chứ, xuống mà không chuẩn bị bộ đồ hay chứ, nấu cháo nó le mà nó húp nước húp. Người ta biết ta cứu mấy người đó. Cứu mình sống đó chứ phải mà gặp cơm miền ngang xuống lúc đi trước cửa nhà tao mà nấu cơm đang sâu luôn với thịt heo tao nó nọc đụng mấy chục nồi đó, heo bò này cái nọ của mình nó bắt á, nó mần mẹt ơi, nó cái bắt đầu bộ đội mình quýnh qua nó ăn đâu kịp, nó bỏ giang luôn mà mình không dám ăn luôn. Mình sợ thuốc cái gì, ăn nó chà lo chạy không kịp đúng mà. Sợ nó hạ độc mình hả chú? Ờ. Mình đâu có ai chấm ăn. Bà gì? Đó, nó chạy qua tới bên chợ là 4-5 chỗ ăn. Dữ lắm mày ơi, sơn khê bờ bụi. Cải cải rồi là chắc dài lắm hả chú Năm? Dữ lắm, mày cải 3 ngày chưa hết. Sơn khê bờ bụi nghe chú Năm kể nãy giờ mà con quá cả... trời hơi cảm giác hay chưa. Cái đó là cải như cái chánh chú, thôi đó chứ cái phụ là chưa không có cải đó. Cái nào mà nó hay hoặc là nó chính xác thì nọ mà nó ý nghĩa đó mình mới có kể thôi chứ kể mà từ đó tới bây giờ này không biết bao nhiêu là công chuyện nó việc mình nó khổ lắm một năm mấy hai năm trời nó hành hạ rồi trong cái lúc mà quân giải phóng qua rồi chú thì cái làng của mình bắt đầu nó hồi phục lại bằng cách như thế nào chú Năm? Đó rồi năm 78 ra rồi bắt đầu cái người nào mà người ta chạy trước đó người ta mới về người ta khôi phục từ từ. Chắc nó còn cái người nào mà sợ trong chiến tranh mà sợ quá nó tao đi luôn đi tao đi nhà tao đi mười mấy năm bây giờ đó bỏ xứ luôn hả chú bỏ xứ luôn bây giờ năm 95 á ông già về trước năm 85 bây giờ 95 chứ cái chiến tranh Tây Nam là hình như là mọi người mà di tản này kia là nhiều bỏ xứ đủ lắm luôn hả chú nè rồi người ta thời gian người ta cũng phải khôi phục lại nhà cửa này kia nọ ruộng đất kia nọ tao đó cậu Năm có đi gánh thương không đi lại đâu đi gom thương tiếp á trời ơi lúc đó chạy chết mà gom cái gì hồi thời không có đâu không có gom bọng gì đó người ta gom không mà lúc đó bên hội chữ thập đỏ tao vô tao đốt đi đông lắm ở ngoài thành tao vô dữ lắm ở chi đô An Giang mình tỉnh vô đi một lần 300 người đó ít đâu đi gom xương nè vòng núi nè gom lại lâu không chú gom rồi mới đốt đặt vô lâu lắm mấy tháng trời lận cái tàn ơi gom từ mới bắt đầu đem vô chùa mới
nước ngoài thì vô nữa đó, ta nhúng sáp này kia nọ rồi người ta phân ra loại ra lớn người nhỏ bao nhiêu tuổi ta biết hết. Cái đó là kỹ sư của nước ngoài đó, coi như là bên pháp y á. Nước ngoài thì vô ta chứ đâu phải mà cái khơi biết được đâu. Hồi xương gom tới mấy tháng trời. Phải về vô trong cái đống xương đập đầu là nhiều, không nứt sọ là nhiều. Cây nó bữa nó đầu. Còn đàn bà mình thì lấy cây tầm trong bây dai nè, thọt cửa mình thọt tới cho đốc đầu luôn. Bị lên qua bển thấy đàn bà là chạy không có mẫu. Bởi vô cho mình coi mấy cái đám hình coi là tàn là bên đó không, từ ngã ba mà qua tới bên chợ là năm đống. Vậy không á. Còn dài dài nữa nè, không biết bao nhiêu đống. Gom bà con mà lại khu vực nó hạ sát hay chú? Đó, nó bắt người hay người. Nó bắt nó gặp mà người có là nó nói rồi bắt đầu lại thúc cá dẫn đi. Nó xuống đây gặp con lớn thả. Chứ đâu phải nó bắt lần cả trăm hai trăm người đâu, trăm hai trăm người để cho nó bắt hay gì? À vậy là nó giết lại gài lại. Ờ lại ra hoài vậy đó chứ phải một ngày nó ruộng vậy là 100 200 người không chừng, 300 người không chừng. Nó bắt nó gom lại á. Những người đầu đập đầu cá lóc gì chứ? Thì đó, đập đầu có bắn có. Rồi còn nít thì nó liền vô trong cái đống trong cái giếng chùa Tam Bửu mình nè. Ôi, nó xanh dần luôn mà nó lên gần nửa giếng đó, nít á. Cái tiện rồi là ngay chắn giếng chỗ chùa đó hả chú? Cái giếng mà giờ đường sau nghe hầu hả? Cái đường sau á nghe. Giếng dòng sen. Ừ. Ồ, vậy là cái nơi đó là cho em dưới đó dữ lắm ha. Giác mấy lần rồi đó. Cái giếng đó đó, giếng bự lắm, giếng chùa Tam Bửu mình, chùa lớn. Tiền ơi, bữa nay con mới biết được cái giờ cái giếng đó chú nằm. Cái giếng đó đó, cái giếng đó là hồi lúc mà năm 82 tao có về, lúc sanh tỷ tao có về tao vô trong cái giếng đó, nó đang một cái kỉnh luôn. Là mới có 4 đầu năm mà vẫn còn. Rồi bắt đầu sau giác lần nữa. Mới sạch ha. Giác hoài, giác 3-4 lần vậy đó. Rồi bắt đầu mới tới trong cái đáy mà chừng nào mình hết rút cái thịt xương mình đó là nó mới trong rồi. À. Chứ còn cái lúc mà mình giác mà xương rồi đó là nó vẫn còn cái chất đen á, giết chất thịt mỡ đó. Chứ cái hầm đó còn có thấy còn đen hay chú? Đen. Cái hầm nó còn đen đó. Là không hết hay chú nào? Không hết đâu, bị nó thấm dưới nơi đất ở dưới mình tính đi 11 ngày. Mà trong khi mấy trăm người lớn con nít có bắn liền. Mà trong khi đó là khoảng mấy chục năm nay mà nó vẫn còn. Vẫn còn, bị thịt nó thăm nó dưới mà. Vì là cái tử khí còn nó nặng lắm mấy chú nào. Chịu lắm, cái giếng, bởi ai dám lợi cái giếng nó lúng ra lấp cho không ai dám để. Quan hồn mấy trăm người. Chắc trong ở đó người ta nghĩ là để làm cái di tích là lịch sử chứng tích đó chú. Để tội ác con boss á. Hồi xưa đó là cái cuốn mà chứng tích này kia đó nó đâu có đủ yếu tố, đâu có đủ chứng cứ mà để thưa mà boss chảnh ra quốc tế. Rồi năm 95 cậu về đó là cái tranh đó. Rồi cậu người ta mới chỉ là thang của cậu ở Ba Chúc nhiều. Rồi bên mà TV1 á Hà Nội vô. VTV. Rồi quân khu chính nó lên chụp hình tao đăng báo tao, nó lên báo tao cho bộ. Vậy rồi nó dẫn tao lên tới trên núi nè, đi theo cái nọ chỉ dẫn cho TV1 đó, nó lấy đủ chứng tích này cái nọ của nó mới tự hình năm thằng đó. Anh CV cũng có. Ừ. Chứ phải chơi đâu, lúc đó là đâu có tự hình tao được, đâu có đủ chứng cứ. Mà kéo dài tới mấy chục năm luôn chứ. Mấy chục năm đó mới tự hình đó. Mà cái luật pháp của mà quốc tế mà đâu có dám khơi được. Thu thập đủ chứng cứ mới làm được. Đầy đủ chứng cứ nó mới giết được. Còn Campuchia tính đi là mấy một trăm mấy chục ngàn đó. Mình hơi hám nào cho nó đâu. Nhưng nguyên cái cánh đồng đó người ta giữ nguyên cái hiện trạng luôn chú Năm. Ừ, nguyên cái trơn. Là xương đồ để cho mưa gió là lú lên, còn để nguyên không có ai đụng tới, không có móc đem về luôn. Chỉ là thấy là gom là đem về thôi chứ còn không thấy. Mà cái số là nó liếp thì cái nọ là mình bỏ. Không biết luôn. Họ để luôn nha. Để luôn. Như ở đầu lộ dài xuống cầu giữa nè. Yeah. Biết bao nhiêu là vớt đâu hết. Xương thấy cho nó xuống sình này cái đỏ rồi nó rút ở dưới. Bươi lên, gom lên, có những đụm dưới. Còn cái đống xương nào thì thịt còn đốt. Đốt rồi còn xương vẫn còn. Gom lại. Chắc lúc đó mà nhìn cái những cái xác của người dân của mình lúc đó chắc cũng... Rã rồi. Thịt đồ này kia không dám ăn thôi chú Đông. Trời ơi, tao xuống tao thiệt mày, tao không có ăn uống gì được mấy năm, mấy tháng trời. Gặp thịt rồi tao không có cho về chẳng lớn. Nó ám ảnh hoài mày ơi, nằm bao rồi ngủ mà giật mình rồi la làng không. Cảnh tượng hái hùng hả chú? Mấy tháng, mấy năm trời vậy đó, mấy chưa hết. Mà khi con nghe chú Năm kể là cái câu chuyện mà cái án tích của lịch sử của bên boss á, thì cái
hình như cái biểu cảm chú Năm nó hơi bị gương gương sao hả chú Năm, đúng không? Kể ra rồi muốn chết cho mình. Và vẫn còn sợ không chú Năm? Sợ, nó không sợ mà nó như là nó con người mình nó quá rồi, nó quá thà tưởng tượng, không còn tưởng tượng nào nó nổi. Chứng kiến quá trời. Chứng kiến quá khủng khiếp luôn mà. Nhưng mình thấy được cái sự đau khổ của cái loài người của mình bị giác sát sát hại vậy hả chú? Sát hại mình vậy đó. Đau khổ dữ lắm luôn mà. Thấy người dân xác chết rồi vừa thấy người ta đói trong hang, rồi còn trẻ em bị bóp mũi này kia đó. Đó, thấy mình thấy mình bị chứng kiến đậu cái hang tao, chứng kiến là 5 đứa nít à. Trước mắt tao luôn, 5 đứa. Thấy đau khổ chưa? Nó con cháu mình với dòng họ mình không, là 5 đứa. Đau khổ. Phải chịu hy sinh ha. Phải chịu hy sinh mà cứu bao nhiêu người trong hang đó. Nếu không giết nó thì cái hang nó chết hết. À, trong khi mà giống như mà cái những cái người trẻ đó bị xuống tay như vậy, mình phải hy sinh những cái người đó, rồi họ có về báo họ cho mình mơ thấy hay là cái này cái kia không chú Năm? Không có thấy thầm mộng gì đâu, lúc đó là không có. Mình cũng dái rồi, mình cũng dái cứu bao nhiêu người đó con ơi, bây giờ hy sinh đi chứ sao giờ, rồi cũng mới dái đó cho nó, rồi đưa vô chùa. Gian giấy đưa vô chùa cái đó cho nó ở trống chứ mà cúng kiến chú Năm đó. Con nghĩ chú Năm là cái nếu mà cha mẹ mà cái người mà cái cô chú mà xuống tay với con của mình vậy đó, chắc về cũng sao cũng hối hận nhiều lắm chú, coi như là không mà ăn được mấy năm trời, còn hai bên chứ mai bên khóc biết chứ khóc hoài, giống như cái nắm ruột của mình mà cắt đi mà phải một chuyện mà đơn giản thôi chú lắm trời ơi, ai mà chứng kiến được nữa. Mình tự xuống... nghe cũng động lòng cũng khóc chứ mình tự xuống tay với con mình kiểu đó mà đâu phải mà một người lạ cái gì đó thì nó còn đỡ hơn ha, con này chính con ruột của mình chết gì chết chứ không chết mũi nó tức tối lắm chưa đâu, các cái hang quá trời bà con đông đông phải chịu chứ sao giờ, chứ nguyên dòng họ luôn phải ấy hy sinh chứ, nếu không ấy là người ta sẽ đuổi mình ra hả cậu, đuổi gì đó bay không bóp tao bóp vậy đó, nhưng gì cái sự an nguy chung hay chú nào an nguy chung biết như gia đình chứ giữa sự sống với cái chết là cái bệnh hang nè, mà cháu nội của ổng rồi, ủa mẹ mới có sanh ra thằng trai 4 tuổi cưng còn hơn cục vàng, mà ủa mẹ tới chuyện ổng cũng mới bóp thì sao, tổng cộng trong cái hang đó là năm đứa nít á, năm đứa nít đó bị bóp mũi trơn bỏ mạng rồi đó ha, bỏ mạng đó như là hy sinh, hy sinh đó, hy sinh cho 100 mấy chục chơi khoảng 100 người, 100 người đó, trên 100 đó, nó 100 với trên 100 cái hang lò hãng ở trên thì hang dưới cái lò hãng xuống vậy nè, dạt ra vậy là hai bên đây nằm bên đây đóng đóng đèn ơi, đèn dưới này có luôn rồi. Giờ chú Năm trong cái lúc mà mười mấy ngày đó rồi cái xác nó sình lên chịu sao nói chú Năm? Còn cái đống xác đó là bên bác xui đó là chết trong đó là mười mấy người, chưa được hai thước nữa đây đó nè, cái chân cái u nè nằm chỗ đó đóng đó. Rồi còn tao nằm trường vậy nè, trường đang mà bị cái hang cục đá nằm vậy nè, lá cây ở ngoài với cây cối ở ngoài ở trong bây giờ mình thấy mà ở ngoài dùm vô không thấy, còn ở trong bây giờ mình thấy chân cây cối lưu thưa rồi mình núp mình dòm ra, trời ơi thúi một cái chứ đâu có chỗ đâu mà nằm nữa, chung với xác đặt chết trơn rồi, chung xác chết luôn nằm kế bên đó chú Năm hai thước nữa, rồi ở trong cái hang mình năm đứa trẻ nó chết tới chậm rồi chết thì cũng để vậy đó. Ôi còn cái mùi dữ lắm mà trời ơi, tao nói mày là không có còn tưởng tượng, nó xuống là hang là gần một tháng sau cái cổ còn rác ăn không được uống được luôn. Bởi vậy bữa nay chú Năm có nói là trong khi đó ngửi cái mùi tử khí quen rồi, quen nên, rồi nên không có biết hôi không nữa, biết còn cảm giác nữa đó, nó coi như là cái mùi thúi là không còn cảm giác, mất luôn cái cảm giác của mình luôn, mấy tháng trời cái thính giác của mình là không còn không còn luôn. Chứ 11 ngày trong đó mà sống chung với sát chết mà chết luôn, mà cái hang nó bạch hù nữa, bạch hù luôn. Nói không mình xuống dưới cái hang phan dơi không mình chịu là muốn không nổi rồi đó chú Năm. Bít bùn bít trơn trời. Mà cái đó vì sự sống mà mình phải bắt buộc. Không phải mà nó bít bùn nhưng mà nó cũng có kẻ vậy đó. Rồi nó không xuống được. Nhưng mà vô được đó là có cái lỗ lớn nè, có đá vô rồi lấy đá hai thằng lắp lại. Còn ở trên thì kẻ nhỏ này cái nội, nhưng mà đá bự lắm. Kẻ nhỏ như mới có cái hơi thoáng ra. Rồi gió ngoài nó cũng lòn vô. Giờ khi mà cậu sống ở trọng á, có nghe cái tiếng nó đi vòng tròn tròn trong cái ở trên hang của mình. Nó không có đi đó, nhưng mà con cái bữa con của chủ hang đó là khóc quá trời khóc, bắt đầu nó mới dí rồi. Nó giác lên 5 giờ rưỡi, độ có 5 giờ 5 giờ rưỡi mặt trời vừa cũng hơi chừng 15 phút sau là mặt trời tối luôn đó. Lúc đó 5 giờ mấy cái độ. Là nó trong nó la một cái. Nó la trên đên mình nằm vậy nó la cho đó, la kể mẹ mà đi. Chết rồi sống nổi đâu.
nằm nó chơi chết mà. Bên bót nó chơi lại trên đầu mình nè. Chưa cách được 3 thước nữa, nằm đầu đi đầu vậy trời Phật đạp lá cây nó cố rớp cho nó. Mình nó dưới chịu trận. Mình dưới chịu trận nằm vậy này chơi chết. Chứ không còn gì chứ, mà nó xuống không được nhưng con có cái nó bỏ lựu đạn xuống chứ không có cách nào xuống được hết trơn. Mà hên cái nó không bỏ. Hên cái nó không có bỏ lựu đạn gì chứ làm gì chứ chứ vậy chứ thần khiến hay sao. Dạ. Như nó nghĩ là không có người hay sao hay chú nào. Nó nghe là giờ nít khóc rồi phải không? Là bắt đầu nó dí lên rồi là bóp liền rồi. Bóp liền là bắt đầu nó đâu còn nghe nữa. Là nó đâu có biết đường đâu mà nó xuống nó đâu có dám liền lựu đạn bậy bạ nó chết sao? Nhiều khi sợ ma. Liền lựu đạn nó lọt xuống thì nó sống mà nếu mà nó nằm ở trên nó nổ rồi nó chết. Yeah. Bởi thứ là cái tốc độ là vậy. À, hình như mấy cô cái đó người ta nó cũng sợ ma lắm hay vui. Nó ma cỏ nó có sợ đâu, nó biết gì đâu mà sợ. Yeah. Cái nó đi ruộng mình đi thôi mà ban đêm thì nó xuống dưới lộ này cái nọ rồi nó đóng cái chỗ chú Quy nó ăn nhậu vô nó la mẹo sáng đêm còn xe cộ của mình nó lấy nó chạy. Tối một ngày luôn. Xe có chiếc xe riếp hồi xưa ở bên xã nó. Có chiếc xe riếp. Nó đổ xăng nó chạy tối một ngày vòng. Rồi hồi đó nó có chó xăng không chú? Chó rồi mình không thấy, không nó có chó đâu. Nội ngủ mẹ nó đi săn mình không mình chết thì chó gì nữa. Có chó là sao còn sống nổi chó hả chú? Chó sao không chịu nổi nữa. Sao con nghe chảy là có chó săn nữa ta? Không có đâu. Chó là chó của mình á. Chó của mình lúc mình chạy giặt nó chạy theo. Ủ hang bên đó tôi trốn hang bà đó cái bữa 16. Trốn cũng 5-6 người. Cái bà Bảy mẹ tao, cô Tư bay. Dì Tư mày với bà Bảy gái Ngọc Tiết. Là trong hang nó 6 người mà nó ngồi cho mấm đây nè. Mà nó chống lỏng à. Miên đi chứ đó. Chứ phải mà nó lên trên này thế là nó chết chân trong nguyên hang. Là cái bữa 10 giờ 16. Con chó bông của tao đủ điểm ngủ nổ mẹ đứng cái chân chứ cửa cái chân này nó sủa. Vô sủa. Lớn. Thế nó rầu rồi con chó này nó hại rồi, chết hết chân rồi. Mà nó đi chứ y. Con lấy đá nhìn thật tôi giống. Con cầm con liễm con búng. Trời phụ thủ nó khiến cho nó trúng á. Nó chạy mất tiêu luôn. Từ đó tới sau nó không có về nó luôn. Tôi lấy cục đá mà lớn nè, tôi luyện cái chân cái đầu cứ búp. Mà vừa chọi vừa giái hả? Vừa chạy vừa chọi giái nha, trúng nha, còn mà chặt là lăn nó là chết. Lăn đó là trúng nó là nó lên ruộng chết nỉ mẹ luôn. Làm sao thời mai trúng cái đầu của nó chạy mất tiêu luôn. Rồi từ đó sau lần chó nó không có tiêu luôn. Chó bự á. Bà nội mẹ sao. Cái bữa 16 cái tối bắt đầu mới bò đây nè. Đi qua nơi trốn hang lớn này. Đạp đường đi đường rừng rớp đi nhẹ kêu đi về nhẹ. Mình lúc đó mình cũng sợ nó mà kết cục thì nó băng đêm tối nó xuống cái trần rồi mà mình không biết mình sợ thì kích bất tử rồi đâu biết đường đâu chú Năm. Mà nó đâu dám kích cái này, nó đâu có thuộc cái đường của nó. Ban ngày thì nó lên ruộng đủ thứ hết trơn, còn giấc chiều là xuống trần. Cỡ 5-6 giờ là nó xuống. Thì là qua nó quét người dân mình sạch sẽ luôn hả chú Năm? Ừ. Qua thời gian đó là bên trên hang mình nó thoải mái. Còn trong cái ngày đó là không biết chết giờ nào. Chứ bị bầu dày kiểu đó thì phải chờ chịu chặn luôn. Đúng. Từ đây qua bên hang xa còn xa không chú Năm? Cũng hơi xa, nên chắc mình đi tranh thủ thời gian qua hang đi. Qua hang đi, tối. Cái chỗ này mấy anh em lên đó là hôm Năm nói là đây là hang của ông Hổ nha cả nhà. Cái chỗ này đó nãy chú nói là có bao nhiêu người trong cái hang này chú? Cỡ 6 gia đình. Độ có khoảng 90-100 người nữa. Hình tính cái 100 người tròn ha. Ừ. Có cái hang lớn không? Có khoảng 100 người trong cái hang này cả nhà. Hơn cái hang. Hơn cái hang. Cái hang này là luôn hả chú? Đâu hang hổ nè. Ờ. Ồ. Nguyên gia đình có hai gia đình nè. Là hai có hai gia đình này chú trong này, hai ông cọp. Còn hang của chú là mới có gần cái 100 người đúng không? Là khúc trên đó đúng không? Ồ, cái hang gì đá nó cách cách mổ nó cậu. Trời ơi. Đây là cả nhà. Không có đường ngon. Ôi, giờ nó gọn được chút hồi xưa cái cây nhiều lắm hả chú? Ừ, dữ lắm. Cây nó che phần ấy là miên nó lên có lên tới chỗ này không ta? Trời sao cái nó luôn này nó bắt. Luôn ở trong luôn hả? Nè, nó bắt nó giết này là mười mấy người nè. Nè. Ồ. Ủa cái này là bị lắp lại là nó không vậy. Không có gì đó. Đi vậy tới giờ luôn á. Ừ.
Đây người ta cúng cúng ở đây nè cả nhà. Nè bên đây coi nè ha. Cúng chế hoài cái này nè. Wow. Cái này là hang hổ hả? Hang hổ nè. Cái này hồi xưa ta trốn cũng đánh nè, đó. Nằm dài dài trên này nè. Trời ơi. Nè cờ, con của con hai bên này chết hai đứa nè, để đây nè. Vậy hả? Ở trong đó còn cái luồng, chỗ luồng vô không chú? Mày đi đi tránh một, mày tính đi đây mà lên tránh mày trốn mười mấy người đó. Chung vô ừ. Ờ, chung bò lên cũng như là con rắn vậy đó. Dạ. Nói mày chấm lên không? Bởi vì trốn vậy nó kín được. Ờ. Để con luôn lên tránh. Có đèn không? Có đèn pin trong cái điện thoại. Hai ông hổ nè. Hai này mình lịch sử nè. Đây. Mà phải có đèn mới được nha, có đèn mày bò lên. Đang mở đèn pin. Bởi tao suy nghĩ tao nói ông ngộ được trốn cái hang này thì chịu nổi cũng hay. Lên được có hang mà nhưng mà bò lên chảnh. Ồ, đúng rồi. Có cái hang có hang trong này nè. Lên chảnh đó là còn còn có cái nó bụng binh đi chảnh đó mà ngạt nó về không dám lên nè. Đúng rồi. Khó lắm. Ây da. Rồi nhỏ nhỏ nó bò được nhưng mà lớn nó không có đi lắm nha cả nhà. Cái hang này có nó sâu trên này. Ngoài nó chảnh á. Giờ mình lên mình bọng nó không chú. Lên đoạn mới lên được, lên thấy là thả lên chứ tao lên không được mà. Được anh, cái mạch trong này bò nha. Bò. Con này thấp lắm. Nó lên trên đây nè, nó qua vậy. Nó lên vậy, nó 3 tầng nữa. 3 tầng nữa hả chú? Ừ. Bò cái này nè, chú qua chứ, bụng cái đầu rồi cả nha. Cái này nè. Lâu cái này đặt đầu chân, lâu nó ở dưới này là trốn đặt chân luôn nè. Là nó có lên trên này không chú? Lên cho nó mồi nó đâu xuống đâu người ta xuống á. Rồi mồi hết luôn hả? Mồi hơn nữa, còn nữa trên lò gọ. Wow. Có lò gọ cho nó không lên nữa. Cái bắt đầu phía sau nó nghe còn khóc nữa, cái đầu liền đạn vậy nè. Liền vậy nè, lụ đạn nổ xuống chết trơn. À bởi vì vậy. À ồ. Không có dám lên là đúng rồi chú. Lên. Bữa nãy con tưởng nó là một cái hang nó nằm ở dưới đất nhưng mà từ cái hang nó đi lên trên. Đi lên trên mà. Cái này mà chở lưu đạn thì đạn nó lăn xuống. Lăn xuống. Thì đó nó mới chết mấy người đó, nó mới không dám xuống đó. Nó không dám chậu nữa. Ừ, hồi đó là cái đường hương với bàn thờ để đây nè. Bàn thờ ông hổ á. Thì trong đây nè. Thì con hổ đâu ở đây đó. Ông hổ ông nằm cho đó đó. Còn chỗ này hả chú? Hai chồng ổng. Wow. Rồi, hổ nó màu gì vậy chứ nằm có được. Hổ màu răng màu vàng á. Hổ vàng ha. Ừ, hai chồng ổng. Trong này có nhiều trứng gì lắm nè. Chúng ta không dắt qua đây mình không biết chỗ này đúng không ta. Tự mình đi cũng nhiều lắm nè. Dễ gì mà kiếm mấy cái chỗ này. Để Vũ chui vô trong cái nhà. Chui đại khách. Đâu bữa nay em kỵ vô. Vũ nhắc với cái đó, chung bò lên nè. Ây da. Chung cái nhỏ tao bò đó nè, tao bò qua đây nè. Ủa chú, không biết hồi đó cái gì người ta có ấy hết mấy cái hài cốt của những người trên nó ra không chú? À, có hai đứa nít thì nằm đây nè, bờ, trên nó đang xuống đây. Còn cái mấy người ở đây á, nó lồ vào này, nó bắn vào đây nè. À, mình không, chứ không giết trên đó hay? Không giết trên đó, mình không có bắn ở này mà nó lồ vào đó, nó bắn vào đó. Ờ, để con chưa lên chẳng, xem. Chú nằm dạ, nó lên được hả chú? Ừ. Tao giờ lớn rồi, chứ mời thằng dò cắn cho nó, chứ nó bừng chứ. Nhớ trơn rồi. Lâu lâu rồi chú Năm cũng lên đây để nó bắt cưng ở đây. Lâu lâu rồi lên đây, rồi bà con người ta tham quan ở chỗ à, là chú Năm cũng dễ dẫn cho đây bà con ở đây đó. Ừ. Trong đây có nhiều trứng gì lắm nè anh. Trứng đá rồi, đúng đá. Trứng con này con nọ rồi đó. Trứng đá hả chú? Ừ. Nằm trên tường nhiều lắm. Trứng nhiều lắm. Khó lắm. Không khó chui nha. Khó chui lắm. Cái đường trong này khó chui vô nha. Nhà này ở đâu ta lại cúng nguyên cho ngồi. Ồ rộng lắm anh ơi. Lên đây được nè. Được. Cúng nướng cá rồi ta nhậu đó. Cái hang này là tự nhiên vậy luôn hay chứ. Tự nhiên của xưa giờ. Ồ bên này có hai đường đi nè, bên này có cái đường cái hang trong nhỏ nhỏ này nó anh kì. Hai chia lại. Ủa cái trứng màu trắng này là trứng gì ta? Trứng tắc kè hả? Vậy hay cục. Nhỏ xíu hả? Xíu rồi chứ trứng tắc kè. Tắc kè đúng không? Trứng này nhiều. Ồ, dơi rồi cả nhà. Như vậy là dơi chuột hả ta? Đây nè, cái nhà. Chấm đen như này nè. Cái này có ai lên không? Bên này còn hướng đi nữa. Ui. Dơi. Em qua được nữa không vô? Được. Đi đường nào lên? Trong này anh leo lên đây đi. Phải bao trái chú Năm? Bên này trái á. Hai
bên đây trái. Bên đây trái bên này nè. Có trong này nè. Ê không. Tới bên bên này được nè. Trong này được nè. Vậy là chưa cặp ông hậu bạch hay trắng rồi đó. Ở ngay cái chồng dâu chỗ vị trí dữ quả luôn á. Rồi ông bây giờ còn chú. Tu dạ. Có bà dơi nằm đây rồi cả nha. Ui. Ừ. Ủa. Bởi vì đây nó bóng lắm rồi Vũ ơi. Đúng rồi. Hồi xưa là ông Hồng ông hậu bạch hay cặp luôn. Này rất là bóng hay chưa. Nè chỗ em nằm, đây là chỗ ông nằm nè, chỗ này nè. Chỗ ông nằm đây nè. Ừ, thấy đó chưa? Đúng rồi. Ô, nhìn bự lắm anh. Đó, điện thui à, bự lắm. Ây da, khó vô mày. Khó vô. Ây da, da. Đó. Bò mà. Ôi, cái xưa có trăm người ở nè, mấy ông ở đây thơi bóng lắm hả chưa? Chỗ ông hậu nằm á. Đúng rồi. Mấy bóng không? Đúng rồi, mấy ông. Bên đây có hai đường đi, bên này với bên kia, mà bên này thì em thấy ánh sáng nè, thấy không? Ánh sáng ở bên ngoài chỉ vô này phải chui bên... nằm được mà. Chứ bên này thì không được đâu. Ở đây, không được đâu. Ở đây nè. Bên này thì chui lên được nè. Cái chỗ chú nói là anh thấy không? Có thẳng một đường chở luôn. Cái này phải bò. Cái này có ai quét dọn hay là cái gì ở đây nó bóng lắm. Cái này không có dơ. Ừ. Ra ra xíu đúng không? Đi xuống đi. Đi xuống đi. Có dơ đúng không? Đúng rồi. Cái kiểu giống như là có. Có gì ở. Đúng rồi. Mình đi xuống mình nói tiếp cái phần vụ mà có gì ở. Cái mùi vị mà em nghĩ là em biết nãy giờ em nghĩ gì không? Em nghĩ là ông già ở đây. Cái này hàng của ông hổ. Nhưng mà ông hổ đi lâu rồi. Là tại vì chứ cái chỗ này nè anh thấy không? Nó không có đóng bụi. Giờ sạch sẽ đó, nó không có đóng bụi và anh nhìn nhìn khúc trên này nè. Đó, anh thấy không? Láng ơ ho à. Mà cái kiểu này giống như là có vết bò hay sao á. Láng ho à. Trong này còn đi lên được cả nhà. Để cái bữa nào đi. Thôi Vũ sẽ làm một chuyến. Một chuyến lên đây cả nhà. Chui thẳng lên trên xem ấy có trong đó có cái gì trong này hay không. Ây da. Đụng đầu hồi nãy giờ 2-3 lần rồi. Qua chà. Bữa nào chui lên trên không? Có gì mình chắc nhờ ai dắt đi chứ mình cũng đâu biết đường đi đâu. Đâu mình tự đi luôn. Đó muốn tham quan mà đi tới chỗ luôn á thì đi đường ở đâu tham quan từ từ lên được. Cái mà chú chứ trong cái đó không cho nhìn thấy lấy ngon à. Giống như có chú thích như có con gì bò qua sao á. Có ai ở không chú? Không ở đâu có ai cho mở. Chừng mấy ông kia đó. Đúng rồi. Có gì đó chú hay bị ngại ngại chia sẻ lên phần này nha. Cái nào ông rắn trong chú, tại vì cái vết mà con thấy là nó lõm xuống giống như là có vết rắn bò. Nếu mà có dài. Đường mòn là nó đó. Đúng rồi, đường mòn, đường này, mòn nhỏ. Đấy ngon. Cái hang này hồi xưa hồi 40 mấy năm về trước đó là nó lên chảnh rồi cái nọ mình cũng quét trước nó cũng đường đi lắm bóng mà. Tại hồi nãy thì mấy anh em đang ở trong trọng mà con không có dám nói. Nhưng mà có đường mòn là coi chừng có ảnh đó. Con không dám nói là có cái gì. Ảnh núp ở trên á. Là có cái đường mòn mà nhìn cái nó... Cái này nè chú. Ừ, dạ, cái này nè. Cái đây nè. Ừ. Bự lắm chú. Nhưng mà đi mình trái rồi. Trái rồi thì đâu có giờ mình đâu. Lăn lừa. Đây. Lấy ngon. Lấy ngon. Qua đâu nữa chú ơi. Đây qua cái hang đường dứa đi. Đây dạ. Dứa nè. Đường dứa đó. Đây cái chỗ cái hang tao là. Hang lớn á. Ê, lấy lại đồ đạc cả nhà. Cái bãi đá này là gọi là chứ gọi là hang của ông hổ là có tầm khoảng mười mấy người chạy dài tuốt ở trong. Khúc này không sao cả nhà nhưng mà nhìn qua đây nè có một cục đá nhỏ chêm nguyên một đoạn đá bự. Chem nguyên nguyên cái này là đá bự này gọi là ngọn núi cũng được luôn anh. Dạ dạ. Đá này quá lạ ha. Ừ. Rồi có nguyên đá bạn giúp mình. Rồi đi tiếp anh. Đi tiếp bên trên. Đây là cái hang của ông hổ cả nhà. Thì chú kêu là tầm khoảng 6 hộ gia đình, 6 hay 3 hộ, 3 6 là tầm nói chung là tầm mười mấy người á là một nửa bị giặc bóng bót. Kéo xuống rồi đập. Ây da.
đập đầu. Nên năm ra là vẫn còn một nửa có người sống cái nha. Đâu người sống nhưng mà con cái là đi chạy giặt ra nó cũng vẫn còn sống nhưng nó bỏ đi á. Bỏ đi luôn. Không biết con nói là cái cô đó nằm ở bên vị trí đó. Ok là bên mà chỗ Hoàng Sang, đường Hoàng Sang. Nằm cũng hang bạ. Rồi lúc đó chú đập chui ra hang chú Thăm đi đường nào xuống đây nè, bên đây thẳng bển. Theo đường rừng ha. Đường rừng. Rồi lúc đó chú qua chú nằm kè đó. Bò luôn hả chú nè. Đi. Lúc đó nó còn đang bắn ầm ầm cũng vẫn đi qua trước đó. Không, cái lúc mà chú Năm buổi tối mà chú Năm mò xuống dưới đây mà lấy nước á. Lấy nước hả? Lấy nước rồi đi đường đó đó, đi đường đó xuống có khoảng hết đá rồi mới bò. Trời ơi. Bị đá không mình đâu có nó đi được, bò xuống bắt đầu đi xuống gần hết đá bắt đầu đứng. Vậy là đi kiểu giống đặc công đi hai chú. Đặc công á, rừng á. Mà chú Năm hồi đó có đi học đặc công không? Tôi biết không, như thế đó. Thằng đi bò thí mẹ chứ đặc công còn bận. Đặc công mới có chỉ. Ờ, mất cái chỉ. Ồ, cái đó mình, hết đường rồi. Đó cái kinh nghiệm của mình từ mình chọn vậy hai chú. Đó thì mình đúc cái canh này nè rồi bắt đầu bò chứ có gì đâu. Bình thường. Vàng màng quá hai chú. Mà phải có cái can 10 lít đó, có can 5 lít được con cái một. Người lên được nắp đậu hết trơn rồi. Xong đi ra bên nào lên chú. Ê da, cây gì gai không à? Gai giòn á. Ừ, đâm đầu, lũng đầu luôn mấy cây nha. Mấy cây nè, đây. Đây nha xem nè. Gai nhiều lắm nha cây nha. Khi mà nếu có lên tham quan đây thì cả nhà để ý kỹ mấy cái cây này nha. Gai dữ lắm. Ây da, cái khúc này thì Vũ hiểu tại sao mà giặt khi mà giặt con bó đến tới là không dám lên đây rồi cả nhà. Cả nhà nhìn cái đường nè, Vũ thanh niên luôn nha. Đúng là Vũ đi có phần hơi mệt thiệt nhưng mà vì mình cũng là thanh niên, mình thấy đi cái đường thì còn khó nữa. Nói chi là hồi xưa là quân bó đó cả nhà, là có con nít nữa. Ngày xưa là năm bót đào tạo những đứa trẻ để đi giết người. Rồi đúng luôn. Tay Vũ mới đâm, bị đâm mấy cây gai này nè cả nhà. Đau quá. Chảy máu luôn à. Chảy máu khúc này cả nhà. Bây giờ sao đi lên đây? Ây da. Wow. Ây da. Chào Vũ, xin lỗi, Vũ tắt video khúc này nha. Hồi xong luôn cả nhà. Gai uống vô da thịt bây giờ rách hết trơn rồi. Giờ rách trơn nứa nữa. Vũ đứng lại Vũ mặc cái áo khoác vô. Con đường như vậy nè. Hỏi làm sao mà con đường như vậy nè cả nhà. Vậy mà đồng bào của chúng ta cả nhà. Lên chạy lên tuốt trên này mà trốn. Chưa quá. Rồi chưa kể mà khi mà đi với cái nhà là không dám đi thẳng nữa. Phải bò từ trên này xuống dưới để kiếm nước mà không phải xuống dưới lưng chừng nữa, xuống dưới núi đó. Đi 8 có thể đi 10 có thể chỉ có về được 2 thôi cả nhà. Đó. Mà vẫn mạo hiểm tính mạng của mình để giúp những người mà trên còn sống sót ở trên hang. Vũ đi cũng còn thấy khó khăn nữa. Nhưng là tới rồi nè cả nhà. Wow. Đâu quá.
ta gã ra rồi bắt đầu mới đem hút chưa nó đem chùa. Giờ đi đường tắt bỏ đi này rồi. Cái đường này đi đâu được? Cái này trên ao hổ nữa nè. Mấy cái chỗ này mấy cái bồn bót có lên không? Lo nhà nó lâu mình nó bắn về dày đó đó. Bắn dài tới ngồi đó luôn hả? Ừ. Trời ơi. Trời ơi, cho nó mày chỗ nào trống là nó đem nó đập đầu. Ờ. Hả? Cái dưới đó, cái dưới rừng á. Ừ. Là vùng dưới sai rồi cả nhà. Hồi nãy vừa có nói là ông bót không lên tới đây được, nhưng mà thật sự là ông bót lên tới trên này luôn cả nhà. Lại lùa tới lên trên luôn hả chú? Ờ như là những người mà còn sống sót ở lại mà mấy cái khúc mà rì rì ở dưới là may mắn lắm đúng không chú? Tại nó lùng tuốt trên này mà. Ô ở đây cũng có cái hang này cả nhà. Hang trong này sâu không chú? Sâu lắm hả? Sâu chú. Chắc nó vô trong này luôn quá. Đây nè, đó nhớ hang này. Đây 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 nè. Đúng rồi. Nhớ rồi. Ông nào ơi. Sao chú? Nhớ rồi, cái hang đâu nè. Hang chú ở đây hả? Ừ. Hang của chú ở đây luôn hả? Ừ. Không phải dưới kìa chú. Đây nè. Có con đá đậy nè. Đá đậy lên hai chú. Nhớ đây nè. Chú chú gặp lại cái hang của chú mừng quá, chú mừng rồi. Lấy chăng cái hang trong này luôn hả chú? Ừ. Phải chú Nam. Phải chú. Vô đây cái này. Vô chú. Cho năm chân trống. Không vô sâu được nữa không chú Nam. Giống hang đâu quá trời, gan luôn rồi. Hồi đó vô. Ngay hang chú rồi. Rồi ngay hang chú rồi. Phải không chú? Không vô được. Không vô được hả? À. Đó chung như này nè. À chung lỗ dưới ha. Đúng rồi. Đây nè, cái đá nó bồn rồi nó đà ấy lại trơn rồi nè. Dạ. Chung đó đó. Dạ. Vô rồi hẳn vô đó đó. Cũng ai mém nó đá nè ác trời. Nhớ rồi nhớ cái đường này. Là cái đường cứ vô chứ. Vô trong trong đó một binh luôn lò cọ trong. Đông không chú? Hàng trong này đó là cả trăm người chú nói đó ha. Người đó chung đây nè. Wow. Mấy cái này là cái miệng nè. Đó nè. Mà nó ra đập chân kìa. Nè. Đá cái bắt đầu vô cái đậy lại vậy nè. Hai thằng đậy lại. Không thấy được. Giờ ném lại chân. Không biết ai ném ác cái trời. Ồ, ai bít cửa luôn hả chú? Bít đây. Thấy Tàn ơi. Đúng rồi nè, đi vô này nè. Vậy là mình có cục đá đó là mình đậy cái cửa lại hả chú? Đầu đàng hoàng, đầu ném lại. Chú thấy được cái hang chưa? Chú mừng rồi. Chú mừng quá, chú mừng luôn cả nhà. Rồi. 45 năm rồi. Nhờ cái hang này cứu mạng đó hả chú? Ờ, hang này mà cứu hết trơn gia đình tôi nè. Đó, cái hang của cậu hai mày đó, ờ phải là cây năm vô đây nè. Rồi nhớ rồi. Rồi, đây nè. Lúc nó nằm trên này nè, gác. Giờ muốn đi đường đó đó, đi vòng. Nó phải rồi đó, đây nè. Hồi đó tôi kẹ nhỏ lên đây nè, đổ đổ cái bao cơm khô này nè. Ồ rồi nhớ rồi. Đây phần xó nè. Chạy cái cây gió đó. Nè, chạy cái nè. Cứu cô gái mà. Cứu cô gái mà bà già bỏ đó. Trời ơi, cha mẹ cháu đây nè. Chỗ này nó khó đi mà. Bởi khó đi mới chợt tôi cầm tay kè đó, còn tay thì cầm cái bao cơm khô á. Đổ hết nữa bao. Chút lúc mười mấy tuổi chắc ở cậu chú ấm ốm lắm rồi. Tao 19 tuổi, 18 tuổi tao quên rồi. Mà nó chạy dạt dạt rồi ốm dữ lắm hả chú? Ốm. Vác bỏ bao cơm khô nặng hay bồ luôn. Bao cơm khô cũng mười mấy ký, đâu 7-8 ký hả? À. Thêm con gậy mấy chục ký nữa. Gậy 15-16 tuổi nữa. Gậy ốm không chú? Gậy mập. Cái hang hổ. Đi qua đây. Ủa hình như đường này mình đi xuống hang hổ được luôn nè chú. Đây là xuống đây nè. À vậy hai đường lên à. Hai đường lên. Hồi nãy là dẫn bọc qua đó là nó giết nguyên cái hang hổ là mười mấy người cái chân chỗ đó. Cái chân cái chỗ chống miếng đất đó. À giết cái chân nó mười mấy người. Nó nằm ở cái cạnh bên đó đó, trong đó nó có một cái đường cái cục đá nó nằm cũng như là cái chiếc xe tăng đó nó vậy nè. Cái anh em tao nằm chỗ đó nó trốn. Nằm đó. Nằm không à. Còn ai đứng thì đứng, ai nằm.
chứ đứng trong đó thì nó đụng cái đầu, bắt nằm nó trường ra. Rồi chắc chúng cho chốt trong hang chắc nó khó chịu lắm chú nè. Có gì bằng. Vô đó hình như chặt nó. Nói chung ra đó, mình trốn cái tình trạng đó đó là mình kể như chết rồi, chứ không bao giờ sống nổi. Thì thấy chết bên kia hàng ngày đa số chết bắn luôn. Cái đó mà nó thảy gì xuống không tiêu hết trơn. Chết hết trơn, yêu cầu nó có cái đường kẻ mà nó thấy là nó đưa lưu đạn xuống chết. Mà là cái xấu. Nội không lắp đường không đủ mà. Đường nó khó đi nữa, đi đường dưới thôi mà, đi đường trống trống nè. Không, mà cái này nó ruồng nó nghe nó mới lên vậy đó. Còn ba bốn con chó con ông hai là cái hang này thấy không? Chó săn của hồi xưa đó, chỗ nào cũng bự bự nè, nó sủa mày ơi ban ngày nó sủa ủ mẹ miên nó ly đó, nó kiếm giống trong chồng mà nó kiếm không được. Cái đầu nhắc tối nó ủ mẹ ông lấy dây ông cắt cổ chết trơn. Chó ông chó cưng như vàng, chó ông là nuôi gia đình nữa. Nhưng mà để nó sủa hoài sao được? Để sủa hoài chết trơn sao? Dạ. Bởi vì là nó dí rồi sao chị nói? Bốn con cho săn không á. Cũng săn một ngày đó, mà khỉ đó, con nào lấy ngồi gọi nè. Tàn rồi. Săn á, cũng một ngày ông đánh 4-5 con, 5-6 con. Rái có, khỉ có, kỳ đà có. Heo rừng có không? Nhím có, heo rừng không có bắt được. Săn không mà động á, chứ đâu có săn như núi. Mà bốn con đó mà nuôi gia đình ông từ hồi đó giờ tôi biết mấy chục năm. Không phải xuống tay với mấy xuống tay giết chết trơn. Con khóc biết gì khóc. Sự an nguy mà của... ông, người ta mà không chôn mà đụng mẹ bốn chó đó ông chôn đó. Ông đông ra ngoài này ông ruộng ruộng đào lỗ ông chôn. Còn người ta để thí mẹ chẳng. Cái tài nó hơi. Thú gần chết luôn. Mình không dám đi ra ngoài, ông thì dám đi thì đụng mẹ ông giác thay ông chôn, chôn mẹ thì không chịu. Bỏ. Trời ơi. Cái hang này mà theo như đi bằng ngày chắc nó ghen hi hi quá đông. Dữ dần đông. Đúng rồi cái hang này nè. Ai lắp đá mấy cục đá đó thiếu đó nó bồng rỗng mà chung lọt cái chổng rồi cái là mấy người này lắp cái rồi. Chú Nam chắc con nghĩ là những cái bà con mà cái đợt chống với chú các bạn mà muốn lắp lại hay sao? Những trăm mấy chục người đó trong cánh họ chú hết mà. Cánh họ chú là ba gia đình. Còn bên người ta là 5-6 gia đình là riêng của người ta, lò hãng. Còn này mình trốn trên hàng trên nhưng mà có cái là nó không có thấy. Trên rồi những bà con kia là bà con kia là ta có lò hãng ta trốn đàng hoàng không bao giờ chết. Giờ miên vô giết cái này chết chân giờ nó không chưa biết dưới nữa. Có cái thang từ 5 thước rồi nè, đi xuống rồi vừa tới đụng đất là có hai cái lò hãng hai bên người ta đắt trời chứ. Ở dưới hả? Ừ. Ở dưới này hả chú? Dưới đó đó. Bữa nào mình đi hai cái lò hãng một cái thấy hồn dưới mây luôn rồi mà chúng em phải biết mà đèn là sáng chân luôn. Ủa, có đèn hả chú? Đèn cày dạ. Xưa dưới đây đèn dầu ta đã chuẩn bị á, ta chuẩn bị sẵn rồi. Chuẩn bị những khu bí mật ở trong đây mà công nhận nó cái này còn hơn mà khu căn cứ của Chợ Cồng trời. Lính Ma Kỵ là bữa nay chú nói là Ma Kỵ hồi xưa hồi chầu Pháp á nó bắn người ta nó giết người ta như là bom bót vậy nè, đập nó giết á rồi ông trốn Ma Kỵ á cho nên trốn nè mới phát hiện được ha. Bởi vì sao ông đem lương thực lên ông nuôi với mà gia đình nó chở ổng á với ổng rồi đó mà bên đó ổng chồng không có đói mình đói vậy là ai có phước lắm mới được vô cái hang này. Vậy là ông cụ đó ổng sống ở chân ông mắc rồi hả chú? Chết lâu rồi chết. Ổng là người phát hiện trong lòng đối tượng có một cái bí mật ở đây mà bữa nay nói chung ra ổng không phải ổng không có kêu mình ổng đâu có kêu mình trốn ở đâu nhưng mà mình chạy thí mình chạy thí đó chạy đạn á vì sao mà gặp bà con gặp lúc đó gặp người này người nọ kêu vô trốn đạn thì trốn lần lần cái là bò cho lò hãng gặp người này gặp người kia cái mới đi kiếm người này người nọ nữa dắt đó dắt vô trùng hợp vậy chứ đó ngoài gia đình tao là lạc hết trơn luôn ba đậu không biết chưa vậy chưa thần khiến độ sao không biết mà gom là trơn trời luôn không có thiếu người nào chứ mười mấy người cho bộ gia đình tao á. Thôi xuống này nè tối rồi nha dạ ra xuống đi chú nằm mà bữa nào mà chú nằm có dám đi trong hang đó học từ dưới lên không? Bây giờ đi là con cái mày đem cái len theo len đúng không? Len với vô giống mình cười ba cái đất á với lâu năm đó như mưa tuôn xuống liếp kìa được đâu vậy là khó đi lắm bươi vô được rồi mình bò được từ từ vô khó lắm chứ nằm rồi vô đó là mà nó có một cái hai con cái dựng vậy nè còn ba mày đi ông đi lạc đó ông bường lên vậy nè có đi chín không kéo lên trời phật cũng thần tưởng cũng chết rồi kéo không được cái bụng bự nè kéo cái bụng nó chạy trơn luôn mắc kẹt á 3-4 thằng lôi lên cái này là lát hết trơn cái trọi luôn
mà cái hang của cái ông cụ kia chỉ là tuốt ở dưới lòng đất nữa. Lòng đất ở dưới là lò hãng. Là cái đó là ít có người biết không? Không có ai biết luôn, mà là chỉ có ổng xuống chú mới kiện mới nói được không? À, chú Năm có xuống đó trời. Có rồi, bị vậy ta mới xuống nè. Cái lúc nó tràn vô hì hì nè. Cái tao thấy cái kẻ này nè. Tôi bước xuống cái nó tụt kẹt chứ. Cái này. Xuống dưới có cái hang nằm dưới. Cái đồ đưa lên. Cỡ 5 6 mét là hả chú Năm? Năm cỡ đó tao độ cái thang đó có khoảng 40 mấy 5 mét á. Mấy năm ấy là xa dữ lắm luôn, sâu lắm luôn nha. Ừ, mà nó chưa có ló thang lên mà lòng đất ngang, nhưng mà ló dưới ló lên cỡ nhiều này mới tới lòng đất, tới trên đất. Có độ có 5 thước. 5 thước là từ đây. Ủa mình làm cái en cái quần tao nó tách ra trơn cái trời luôn. 5 thước là từ đây tới tới cái mí đất không ta? Tao không biết nhiêu mà nó 5 cả đâu 5 mét cái thước đó. 5 mét là dạ, cao dữ lắm. Cao lắm ấy, 5 mét là cao lắm á chú. Cao dữ lắm luôn á chứ không phải một điều. Nó làm cái ẹt xuống dưới một cái đó nha, bắt đầu lấy cái thang đưa lên. Nếu mà tầm 3 mét á, thì có thể là nó cao vừa, còn cái này chúng nó tới 5 mét là 5 mét á, sâu lắm. Thang, thang sâu dài lắm, tao còn nhớ mà. Vậy là cái dưới lòng đất nữa chứ. Dưới lòng đất á, rồi mày bắt lên là ló bao nhiêu nữa mới tới ở trên. Cũng như là mình đi vô đó có loại ảnh đi xuống sâu tuốt dưới lòng đất chứ luôn. Nó chia đây nè, tao độ khoảng là 4-5 mét bề ngang á, bề dài nè, 4-5 mét. Nhưng mà hai bên nó hai cục đá bự như cái vậy đó. Nhưng mà cách sao mà loãng khen đó. Người ta nằm liệt bổ trong đó mấy trăm người, mấy trăm người. Dữ lắm rồi chứ. Nó rộng lớn. Rộng á hai bên á. Đồ ăn đủ, nước đâu tao đầy đủ chứ. Còn mình ở trên này không có dân á. Mình xin xuống dưới không được chứ. Xin cái gì có biết đâu mà xin. À, rồi tới cái ngày cần giải tỏ nó mới cần ra rồi. Chúng mày gớm dưới đây hả? Rớt dưới á, bữa mà nó rùn đó là bữa sau là giải tỏ đó. Sao chúng rớt sớm hơn đi rồi? Ủa mày phải rớt sớm rồi, nước ăn uống này cái nọ nó đỡ biết bao nhiêu rồi. Bởi vì đỡ cho bà con biết như đó. Đó cái đâu chung. Đó mà phát hiện sớm là mấy đứa trẻ không mắc đâu. Đâu có chết đâu. Mấy đứa trẻ mà lấy được nọ đem dưới chân rồi. Tội nghiệp không? Ở dưới mấy người lớn không à? Mấy người già lớn. Dạ. Ngốc không mà theo như cậu nói đúng, nếu mà phát hiện sớm đem đứa nít xuống dưới đó. Đó mấy người khiến sao vậy quay. Mà cái ông này cũng biết kỹ lắm, hồi xưa giờ sớm riền ổng không có thương người, chứ phải không thương người để ăn lụa mà đem mấy nít dưới không muốn nào chết. Vậy thương người giống cậu rồi được rồi. Ừ. Ổng còn không? Chết mẹ đâu rồi. Phải coi ông ác gì nè, cái bữa sáng giải tỏ phải không? Chắc chưa này nè, cái ông ra ngoài, nghe chân cái bụng binh của mình ấy đó. Cái bà cháu con em cho đó, cái thằng xác chết nãy mà đi đó, là cái thằng đó 4-5 tuổi rồi đó. Cái bữa đó nó đói quá trời, nó chịu hết nổi, nó khóc cái ông ra ngoài, ông chăm tiếng miên, ông nói chuyện tiếng miên sao không biết, cụ mẹ trong này đè bóp nhỏ mà miên đâu mà có như mình lên nào đè bóp nhỏ chết nhắc, cụ mẹ chút xíu lên chạy tỏ liền. À là cái câu chuyện mà thường chuyện thường dân đó cô chú kể là cái chết trăm đứa nít trong này nè, trong khi nó giải tỏ rồi mà bóp mũi con mình chết luôn đó không chú? Chưa có giải tỏ xíu. Nhưng mà có cái là trong vòng có mấy tiếng đồng hồ à. Ừ. Bởi vì có cái câu chuyện có thật rồi. Chút mình nè, cái chú này nè, thằng này nè. Mà cái chú nào bây giờ còn sống luôn không chú? Cái thằng đó là cái thằng chết này là em của thằng sát nhà chú. Vậy luôn á. Mà tao ngồi kế bên luôn. Trời ơi. Đủ mẹ bóp mũi bóp tiếp nữa chứ sao giờ, đè rồi nó bóp chứ sao giờ. Không mà đứt ruột một cái nè, cái chú kia bắt không đi, ông kia không đi ra nói chuyện tiếng cành kia. Ông nói tiếng miền trăm chiến trụ gì rồi gọi chạy gì trong này được. Quán hồn sao? Quán hồn dưới bóp. Nó miền tới rồi đè bóp nữa. Còn mấy tiếng hồ sau giải tỏ luôn. Trời ơi. Trong đó là quýnh đang chạy hết rồi. Đâu có, cái chắc chưa bữa nay nè, là sáng khuya là mới giải tỏ. Trời ơi, trong ngày chưa hết ngày đó. Chưa hết ngày. Trong ngày nay nè, là sáng 4 giờ, 5 giờ là bắt đầu bệnh quýnh qua. Tình tin gì có máy bay nó bờ bơm luôn. Giải phóng hay chưa? Giải phóng luôn. Là bắt đầu bộ đội mình lên đây là bà con có ai còn sống sót. À, là bắt đầu bộ đội tản lên núi đó mà tìm người dân mình. Tiếp dân cứu viện mà. Bị ông Hai Te đó là ông trưởng đội trưởng ở dưới mà Lật Quới nè, ông đóng như trong danh giới á. Là cái xứ người của xứ mình ha. Vợ ông trốn cái hang nãy, hang hổ con vợ chết trơn đó. Chết vợ ông với đứa con thằng trai. Là cái hang đó đó là ông mới lên ông tìm này cái nọ mới kêu cứu xuống đó. Là xuống đó là ra đâu có nổi đâu, nó kè ra nè, móc từ người ra. Nó đổ nó kè xuống. Mà cái chú đó không có biết mà lên đây ông tiêu. Ông con đó rồi cái hang này cũng chết trơn luôn đó. Có biết được ra không nổi. Nhưng mà mình sợ mình trốn đó hoài. Đói quá đói đi cũng được. Nói chuyện không nổi luôn nữa. Chứ thì mình sợ nữa chú. Sợ thì hết sợ rồi. Nhưng mà có cái sức lực mình không còn.
Dạ, ra không, là không chịu có người cứu à. Là không người cứu là cũng chết đói luôn. Ra, nếu không có người đang là cũng chết hả? À? Dạ. Quá đói đi đâu nổi đâu. Đi đâu nổi 11 nước ngày mà không có nước, không nâu thì không ăn, không chắc uống. Người, chú nằm đó người nào nấy teo còn xương. Đói không mà. Còn đi ra cái tàu nó chuối. Teo nó chuối không nó, cùng. Nó chắc ốm còn hơn ngày. Ốm còn em chắc rồi. Ốm còn em chắc rồi. Lúc đó còn da một xương đó, chú nó gì còn da một xương. Da xương cùng. Mặt mày hốt cho hốt quá đói mừng mấy ngày đâu chịu nổi. Tính thì quần áo của tao đó là nó không còn, chỉ còn cái lưng. Cái áo còn cái bông rách hết luôn chưa? Nó mục quá, nó tơi, mày xuống rồi mày lúc mà tao lên hang mà nó chợt cái này nè, với bường lên bường xuống đó, nó rách hết trơn, trời nó mục quá. Thế là mình đói quá giờ nó bị cái áo mình nó phải nó rách ra nó từ miếng vậy đó, nó mục quá. À mục rồi nó từng mảng. Mấy ngày khỏi mày mấy mưa. Ngày. Mưa mày cũng chịu mà nắng mày cũng phải chịu luôn. Rồi mồ hôi nữa. Mồ hôi nữa, mồ hôi hả mày tao không biết cái gì. Phải giờ mồ hôi muối ra là dễ mục độ lắm nó luôn. Mục độ. Với phần mưa đó nó ẩm đó rồi con người mình nó giờ vậy, lúc nó mình ngủ sao chú? Ủa cái gì mà chừng nào mày mệt mày nằm mày nghỉ rồi mày tính mày thức dậy thôi chứ không biết giờ giấc nào hết chứ. Trong đó là không biết giờ giấc nào. Liêm diêm hoài vậy. Hoài luôn. Cái đó đợt, chết hoài. Đợt đó là chú nhớ tháng mấy không? Tháng 3. Tháng 3 16, 10, vô cái chân ngày 16 tháng 3. 16 tháng 3 rồi. Lúc 7-8 giờ. Bữa rằm tao còn chạy đây 16 vô. Đang giá cho xe cho người ta ầm đang đưa tao di tản là phước cũng không có lấy một đồng bạc nào cho mười mấy ngày. Giá tàn là xe nó không cho ta đưa di tản không, không có lấy ai đồng bạc nào chứ. Như là cái gia đình của chú là ba đời làm cái làm nghề được không đó. Nghề giá xe. Hồi xưa giờ là tao làm nghề được không? Giá xe vô đá hả chú? Giá xe, hàng vô đá, hàng điện rồi ôi đủ thứ trơn. Ngày xưa là mình hàng vô đá hả chú? Hàng vô đá đầu tiên. À, với giá xe ha. Với bơm hơi, hàng điện rồi bắt đầu tới mua phương tiện. Đủ hết trơn á, nhà tao đó làm ở đây là đầu tiên hết trơn luôn. Là nhà của chú là ngày trước cũng nhà gia đình khá giả hả chú? Ba chút thì chưa ai có luôn. Cái nghề của ông bà mình ha. Nghề của tao không có ông bà đâu nào rồi chưa đi tu mà. Nó tu thì tao không biết cái đời tao là tao giá xe chứ xe tới giờ luôn. Còn già tao đó chạy xe. Anh hai tao chạy xe, anh ba tao chạy xe, tao sửa xe. Giá xe. À vậy là chú chỉ làm nghề vậy? Tao làm nghề tự tao tạo đó. Tới bây giờ luôn đó là con cháu tao bây giờ mày thấy cũng làm cửa sắt đồ ú đúng cái ba bây giờ nha. Thôi giờ này cũng trễ rồi mình cũng xuống núi rồi cô chú anh chị. Con cảm ơn chú Năm rất là nhiều nha. Hôm nào có cái thời gian nhờ chú Năm. Có gì đó lên ta chú kể chơi. Nhiều những cái câu chuyện và những cái nơi án tích lịch sử rồi tàn sát của bên Boss đã tàn hại người dân Ba Chúc Chi Thôn. Tàn sát dân của mình. Dạ cái nơi này là một cái án tích lịch sử luôn á chú. Bên Boss thì series. Dạ. Hồi xưa mới chạy ra thì để cái bản tội ác của bành trướng Bắc Kinh. Rồi mấy năm sau cái tao ở Cần Thơ thì về tôi cái gặp cái bản tội ác của Mambot đi đi rồi tới giờ luôn không thay đổi gì nữa. Cậu qua kể là thương tao không dám vô luôn. Cục đá đó thì ông nội không dám vô nó rớt xuống cái chết à. Đúng rồi nứt cái trần nó mà không rớt đó phần mà dinh gốc nó nhỏ đó, vậy đầu nè nhìn đó 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 nhỏ xíu đó mà nó rớt hết nặng lắm à, cái đó nặng lắm à. Rớt xuống cái bà nội tôi mà đỡ đó. Hai cái hang mà chung vô được hết trơn. Nó hai cái hang nhỏ nó đứt cái đứt ra đó mà nó chưa rớt á. Nó mục rớt à. Nhìn ra cái mặt cái gì quá. Đúng rồi, ra hình cái mặt á, mặt con gì á. Như cái mỏ con gì nè. Nè chú nha. Con voi. Nè cái mặt nè. Có một cái hang có hang dù dựng này trên dựng như này nè đó hang chung với nó chốt đạn bình thường về nhiều hang quá chứ nhiều hang lắm về rất nhiều hang cả nhà ba ngày chưa hết cái đối tượng rồi nữa. Wow. Thôi tranh thủ xuống núi cả nhà xuống núi chứ Năm ơi sao dễ vậy con đi biết cái gì này vậy đó mà mình đi mấy chỗ này mấy chỗ yếu thôi tranh thủ đi xuống núi thì chú Năm cũng sợ là đi khi mà trời tối cả nhà. Thôi tới đây thì video của Vũ cũng đã dài rồi. Tôi xin được phép khép lại video tại đây. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và chú anh chị ở những video tiếp theo. Cả nhà mà thấy video hay thì cho Vũ xin một like, một share, một subscribe. Còn cả nhà thấy Vũ có sai sót gì thì cho Vũ xin một ý kiến ở dưới phần bình luận nha. Dạ xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và chú anh chị ở những video tiếp theo ạ.